đâu? Tay có đâu? Tay có đâu? Trước tiên thì em xin phép giới thiệu tới quý thầy cô một vài nét về công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển giáo dục Cánh Buồm. Công ty Cánh Buồm đã có hơn 15 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Lĩnh vực hoạt động chính của công ty là cung cấp và phân phối độc quyền nhiều hệ thống sách tiếng Anh cho các trường tiểu học, hệ thống các trường quốc tế, đại học, cao đẳng, các trung tâm tiếng Anh trên toàn quốc. Ngoài ra thì công ty cũng hoạt động trong lĩnh vực cung cấp thiết bị giáo dục, các phần mềm học tập, đào tạo kỹ năng và đào tạo trực tuyến. Hiện tại thì công ty có văn phòng chính tại Hà Nội và đại diện ở các khu vực tỉnh thành phố trải dài từ Bắc vào Nam như ở Hà Nội, ở Ninh Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Cần Thơ. Chính vì vậy là công ty rất kịp thời hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm. Bộ sách tiếng Anh English Discovery là bộ sách liên thông 12 cấp độ thuộc hệ sinh thái Poptropica và Wider World, được chỉnh sửa riêng cho học sinh Việt Nam từ bậc tiểu học đến trung học cơ sở và trung học phổ thông. Do công ty Cánh Buồm phối hợp độc lập cùng nhà xuất bản Pearson và nhà xuất bản Đại học Sư phạm. Biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông ban hành thông tư 32 trên 2018. Trong đó thì sách giáo khoa tiếng Anh 1-2 English Discovery đã được triển khai thực nghiệm tại các trường tiểu học tại các khu vực như là Thái Nguyên, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, khu vực Mekong, vân vân ạ. Và sau đó một năm thì đến năm 2020 thì bộ sách English Discovery 1 đã được hơn 40 tỉnh thành trên cả nước lựa chọn cho học sinh lớp 1 và đặc biệt là ở Thái Nguyên đã có hơn 100 trường tiểu học lựa chọn sách English Discovery 1 ạ. Tiếp nối thành công của bộ sách giáo khoa lớp 1 English Discovery thì sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 English Discovery cũng chính thức được phê duyệt đưa vào sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021 và 2022. Căn cứ theo quyết định số 718 và 709 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ngày 9 tháng 2 năm 2021 đã phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 6 và lớp 2 cho chương trình giáo dục phổ thông 2018. Và trong bảng danh sách thì bộ sách tiếng Anh 6 English Discovery do tác giả Trần Lan Anh và Hoàng Thị Minh Lý biên soạn thì nằm ở danh mục sách số 7 ạ, và sách tiếng Số 2 English Discovery đến do từ tác giả Lý cảm Kim Hưng và Đỗ Thị báo Phương Nga biên soạn nằm ở theo danh mục đầu số tiên 27. là Thirsty Bởi vì sách giáo khoa tiếng Anh 1 Teacher và 2 Tool English Discovery đã được triển khai dạy tại nhiều trường trên địa bàn trong thời gian qua, cho nên em xin phép được giới thiệu sách tiếng Anh 6 English Discovery tới các thầy cô trước ạ. Sau đây Thirsty không xin xin phép Tired cô Hương ạ. Cô Three và thầy cô Họ tác giúp em mic ạ. Là gì? Phụ Cảm ơn quý thầy cô ạ. Sau đây thì để giới thiệu về bộ sách tiếng Anh 6 English Discovery thì em sẽ đi qua 4 nội dung. Thứ nhất là các đặc điểm nổi bật của bộ sách. Thứ hai là về cấu trúc một đơn vị bài học. Thứ ba là tài nguyên dạy và học. Và cuối cùng là các hỗ trợ khác đến từ công ty giáo dục Cánh Buồm. Vậy đầu tiên thì em xin phép hỏi các thầy cô là năm nay việc lựa chọn sách giáo khoa thì hơi khác mọi năm một chút. Đó là các thầy cô hoàn toàn có quyền chủ động trong việc lựa chọn một bộ sách giáo khoa được áp dụng cho cơ sở mình. Vậy thì em xin phép xin ý kiến của các thầy cô là theo các thầy cô thì các tiêu chí nào các thầy cô đã ưu tiên hơn khi các thầy cô lựa chọn một bộ sách giáo khoa? Mời các thầy cô sử dụng biểu tượng giơ tay để trả lời giúp em ạ. Khi các thầy cô nhận được một bộ sách giáo khoa thì các thầy cô mong đợi gì ở bộ sách giáo khoa tiếng Anh đó ạ? Em đã thấy một ok. Em xin phép mời cô Mai Lan ạ. Em xin trân trọng mời cô Mai Lan ạ. Cô Mai Lan có nghe rõ không ạ? Em phải không ạ? Dạ vâng, em thấy trên màn hình là có. Vâng ạ. Em mời Vâng, cô trả lời. chào cô. Theo em thì
yếu tố để chọn một bộ sách thì sẽ chú ý đến nội dung và hình thức. Nội dung có phù hợp không và hình thức có trực quan, có sinh động không, có hấp dẫn người học không ạ? Dạ vâng, em xin trân trọng cảm ơn ý kiến của cô ạ. Thì ban đầu khi mà tiếp nhận một bộ sách thì bao giờ cũng chú ý đến hình thức của nó trước đúng không ạ? À, em xin trân trọng cảm ơn cô. Em xin mời ý kiến của các thầy cô giáo khác ạ. Xin mời đại diện của trường trung học cơ sở Bản Ngoại ạ. Xin mời quý thầy cô cho ý kiến ạ. À, trường trung học cơ sở Bản Ngoại ạ. Các thầy cô có nghe rõ không ạ? Các thầy cô trường trung học cơ sở Bản Ngoại ạ, các thầy cô đã có nghe rõ câu hỏi không ạ? Các thầy cô có thể bật mic và trả lời không ạ? Chị có thể nhắc lại câu hỏi được không ạ? À, dạ vâng ạ. À, theo các thầy cô ạ, thì các tiêu chí để lựa chọn một bộ sách giáo khoa tiếng Anh là gì ạ? Theo ý kiến của trường mình ạ. Theo ý kiến của tôi thì đối với bộ môn tiếng Anh thì tôi nghĩ rằng là để lựa chọn là đảm bảo kiến thức. Chắc không có chúng ấy đâu. Không có được đâu. Thế chỉ đổi tên thì như là đổi từ ấy thôi. Mình đang nghĩ là quản lý cho tiếng ở những trường khác. Còn nếu mà mình đăng nhạc ấy. Dạ vâng ạ, em xin chân. Dạ vâng ạ, vậy theo ý kiến của trường thì các thầy cô sẽ quan tâm đến yếu tố kiến thức đúng không ạ? À, em xin phép được đăng một số tài khoản thầy Đức, thầy Thị Đức. Tài trang là 200, cơ động là 829. À, 831. À, xin cảm ơn ý kiến của trường trung học cơ sở Bản Ngoại ạ. Có còn thầy cô nào có ý kiến nữa không ạ? Em xin phép mời trường trung học cơ sở xã Quân Chu ạ. Em xin phép mời đại diện của trường trung học cơ sở xã Xuân Chu ạ. Dạ vâng, kính chào thầy cô ạ. Dạ. Tổ chỗ nào ấy? Biết đâu. Dạ vâng, xin cảm ơn quý thầy cô ạ. Vậy là qua quá trình việc hỏi ý kiến của các thầy cô thì em cũng đúc kết được một số tiêu chí để lựa chọn một bộ sách giáo khoa tiếng Anh. Khi mà lựa chọn một bộ sách giáo khoa tiếng Anh thì các thầy cô quan tâm đầu tiên đấy là về kiến thức, xem là kiến thức của bộ sách giáo khoa đó có phù hợp với khung chương trình của bộ đào tạo hay không, cũng như là có phù hợp với lứa tuổi, cách triển khai việc dạy và học tại địa phương hay không. Thứ hai là các thầy cô cũng rất quan tâm đến hình thức cũng như là nội dung của bộ sách. Ngoài ra thì có rất nhiều các thầy cô quan tâm đến phương pháp sư phạm của bộ sách hay như là các tài nguyên hỗ trợ trong suốt quá trình dạy và học ạ. Vậy thì tất cả những đặc điểm đó thì bộ sách tiếng Anh 6 English Discovery đều có thể hỗ trợ được cho các thầy cô ạ. Như các thầy cô thấy ở đây thì bộ sách Ơn nhất là mình mở của mình. Bộ sách đã có rất là nhiều cái đặc điểm nổi bật như em đang show ở trên màn hình. Thứ nhất là về quan tâm của các thầy cô về thiết kế cũng như hình ảnh thì bộ sách tiếng Anh 6 English Discovery được thiết kế rất là đẹp, hiện đại và có hình ảnh phù hợp với lứa tuổi. Thứ hai là về chủ đề thì các chủ đề được sử dụng trong sách English Discovery đều mang tính quốc tế và tính thời sự. Như vậy thì học sinh lứa tuổi này đều rất là hứng thú khi các con học bài. Thứ hai, tiếp theo thì bộ sách cái yếu tố quan tâm mà các thầy cô cũng rất là quan tâm khi mà giảng dạy học sinh trung học cơ sở đó là về vấn đề ngữ pháp. Thì ngữ pháp được thiết kế trong bộ sách đều vừa sức học sinh. Các bài tập được thiết kế từ đơn giản đến nâng cao, giúp học sinh dễ hiểu và dễ áp dụng. Một đặc điểm mà rất nổi bật của sách tiếng Anh 6 English Discovery đó là tất cả các file ghi âm đều có giọng đọc rất là hay, chất lượng tốt và có âm thanh nền ạ.
Cho nên là khi các bạn mà nghe các đoạn hội thoại thì các con cũng cảm thấy không bị nhàm chán. Một cái đặc điểm tiếp theo mà các thầy cô cũng khá là quan tâm và vất vả mỗi khi mà giữa kỳ hay là cuối kỳ, đó là về việc biên soạn các bài kiểm tra. Thì đặc biệt với bộ sách tiếng Anh 6 English Discovery đã cung cấp cho các thầy cô hệ thống bài kiểm tra rất phong phú và đa dạng, là đảm bảo các thầy cô có thể sử dụng trong cái quá trình giảng dạy của mình ạ. Và một yếu tố nữa mà các thầy cô cũng như là các phụ huynh, các học sinh cũng rất quan tâm, đó là về vấn đề các kỳ thi chứng chỉ quốc tế. Sách tiếng Anh 6 English Discovery thì đã được thiết kế với các kỹ năng được lồng ghép một cách tự nhiên theo cả cách phức tạp cũng như là đơn giản, làm nhằm mục đích là hỗ trợ tốt nhất cho các học sinh khi các học sinh có nhu cầu tham dự các kỳ thi nhận chứng chỉ quốc tế ạ. Thì đó là một số các ưu điểm của sách tiếng Anh 6 English Discovery. Tiếp theo thì em xin phép giới thiệu tới các thầy cô về cấu trúc của bộ sách và nội dung của một chủ đề. Như các thầy cô thấy ở trên màn hình ạ, thì một bài sách tiếng Anh 6 English Discovery bao gồm có 10 chủ đề, từ starter unit hay là còn gọi là unit 0 cho đến unit 10 ạ. Trong mỗi một chủ đề thì các bạn sẽ có 9 tiết học. Tiếng Anh. Các thầy cô có nghe thấy em nói không ạ? Điều chỉnh là 2 đã xong tí đấy. Vẫn nghe thấy ạ. À vâng, em cảm ơn ạ. Nghe rất tốt của ạ. Dạ vâng, em cảm ơn. Em xin giới thiệu về cấu trúc của một unit. Thứ nhất đó là mở đầu bài học. Mỗi một chủ đề thì các bạn đều mở đầu bằng một bài từ vựng. Với mỗi bài học thì bên dưới ngay từ tiêu đề, ví dụ như 1.1 hay 1.2 thì đều có mục tiêu bài học rất rõ ràng. Và việc viết mục tiêu bài học rõ ràng như vậy thì giúp cho cả giáo viên cũng như là học sinh có thể điều chỉnh cũng như là có hình thức để tự đánh giá tổng kết sau mỗi tiết học. Mỗi một tiết học từ vựng thì được giới thiệu trong một ngữ cảnh cụ thể. Như các thầy cô thấy ở đây thì là từ vựng đã được giới thiệu trong một đoạn văn và bao gồm đi kèm với nó sẽ là các phần hình ảnh minh họa. Ngoài việc tập trung vào các từ vựng đơn thì sách tiếng Anh 6 English Discovery chú trọng hơn đến việc giới thiệu với các bạn học sinh các cách kết hợp từ, chính là trong các hoạt động như là word friends hoặc là collocations. Ngoài ra thì việc kho từ vựng cho theo chủ đề cũng được đóng khung rất là rõ ràng và dễ nhìn thấy. Tiết học số 2 là tiết học ngữ pháp. Sở dĩ là nhiều học sinh Việt Nam rất là gặp khó khăn trong quá trình mà giao tiếp cũng như là thực hành tiếng Anh, bởi vì khi các bạn học ngữ pháp thì các bạn thường là chỉ làm các bài thi hoặc bài tập trên giấy, bị tách rời khỏi ngữ cảnh. Chính vì thế mà các bạn gặp khó khăn. Tuy nhiên thì sách tiếng Anh 6 English Discovery đảm bảo được ngữ cảnh hợp lý và đầy đủ cho các bạn khi mà giới thiệu bất cứ một ngữ liệu ngôn ngữ gì ạ. Và khi giảng dạy viết ngữ pháp thì nội dung giải thích cấu trúc ngữ pháp đều được hiển thị rõ trong trang sách. Tiết học thứ 3 đó là về kỹ năng đọc. Không phải. Em xin phép tắt mic của một số thầy cô ạ. Đấy. Trong tiết học số 3, kỹ năng đọc và từ vựng, thì ngoài các cái từ vựng đã được giới thiệu theo chủ đề thì bộ sách thường sẽ cung cấp thêm những cái chủ đề từ vựng mới mà liên quan đến bài đọc cho học sinh. Và mỗi một tiết học về kỹ năng thì các bạn đều được mở đầu bằng một hoạt động có tên là Class Vote. Trong cái hoạt động này sẽ giúp đỡ cho học sinh phát triển một trong những kỹ năng rất là quan trọng của học sinh toàn cầu, gọi là kỹ năng của thế kỷ 21, và tên của nó là kỹ năng tư duy phản biện ạ. Tiết học số 4 đó là về ngữ pháp. Đây là tiết học ngữ pháp số 2 trong một chủ đề. Mỗi chủ đề thì sẽ có 2 bài học về ngữ pháp như thế này ạ. Và với thời lượng là 2 bài trên một chủ đề thì em tin là bộ sách đã cung cấp đủ ngữ pháp cho học sinh khi mà các bạn kết thúc giáo trình và cũng như là các bạn sẵn sàng tham gia các cái cuộc thi khác. Tiết học số 5 đó là về kỹ năng nghe và từ vựng. Thì như các thầy cô thấy, bình thường các dạng bài tập nghe của học sinh thường chỉ là nghe điền vào chỗ trống hay nghe khoanh tròn hay nghe tích.
thì một bài tập mới mà được sách tiếng Anh 6 English Discovery tập trung khai thác đó là phần nghe và chép chính tả. Thì đây là một nội dung mới giúp học sinh hỗ trợ không chỉ là về kỹ năng nghe mà giúp các bạn thêm về kỹ năng viết cũng như là ngữ pháp của mình luôn ạ. Song song cùng với việc giới thiệu các nội dung nghe, các bài tập nghe và phần từ vựng thì phần từ vựng cũng được sách rất là tập trung để khai thác, thiết kế. Ví dụ như các thầy cô thấy ở đây thì có một khung từ vựng riêng đã được nhặt ra từ bài nghe. Tiết học số 6 đó là về kỹ năng nói. Và để học sinh có thể nói được thì học sinh phải có ngữ liệu đầu vào ạ. Và ngữ liệu đầu vào cũng như là ngữ cảnh giúp học sinh có thể nói được đó là thể hiện qua một đoạn hội thoại. Tất cả những bài kỹ năng nói này đều bắt đầu bằng đoạn hội thoại. Và song song với việc là cho học sinh xem ngữ cảnh, nghe ngữ cảnh thì học sinh cũng sẽ được tổng hợp những cái cách diễn đạt thông dụng giúp các bạn có thể tự tin cũng như là áp dụng dễ dàng hơn ạ. Em xin phép cô Dương là đang vẽ trên màn hình ạ. Tiếp theo em xin giới thiệu tiết học số 7 là tiết học tiếng Anh thực hành. Tiết học này thì khá là đặc biệt bởi vì là tiết học số 7 sẽ chia ra theo các chủ đề chẵn và lẻ. Chủ đề 7 với nội dung là tiếng Anh thực hành sẽ dành riêng cho các chủ đề chẵn, tức là các chủ đề 2, 4, 6 và 8. Chủ đề này có mục đích là nhằm mở rộng từ vựng và ngữ pháp theo chủ đề học sinh đang học ạ. Tuy nhiên ở các chủ đề lẻ thì các bạn sẽ học kỹ năng viết. Và để hỗ trợ cho các bạn có một sản phẩm viết sau mỗi giờ học thì các bạn đều có bài viết mẫu và đi kèm với đó là ngôn ngữ hỗ trợ để các bạn diễn đạt trong quá trình viết. Tiết học số 8 của các bạn sẽ là tiết học ôn tập. Tiết học ôn tập sẽ bao gồm hai trang sách. Trang bên trái sẽ là bảng chú giải các từ vựng cũng như là ngữ âm liên quan đến chủ đề. Và trang bên phải sẽ là các bài tập ứng dụng về ngữ pháp, về từ vựng và về kỹ năng nói. Tiết học số 9 dành cho các chủ đề lẻ đó là các bài nội dung, các bài học có nội dung tích hợp liên môn hay còn gọi là CLIL. Trong tiết học này thì học sinh sẽ sử dụng tiếng Anh như một công cụ để học các môn học khác như là văn học, địa lý, khoa học hoặc lịch sử. Và cái nội dung này thì không còn mới được. Sau đây thì em xin phép giới thiệu tới các thầy cô về tài nguyên dạy và học ạ. Xin phép mời thầy hay cô Hà Bình ạ. Theo thầy cô thì một bộ sách dành cho học sinh thì sẽ bao gồm những tài liệu gì ạ? Xin mời cô Hà Bình ạ. Dạ vâng, xin chào cô ạ. Vâng ạ. Theo tôi thì một bộ sách thì bao gồm có sách học sinh và sách của giáo viên ạ. Sách học sinh là cũng có sách học ở lớp và sách bài tập ạ. Dạ vâng, em xin trân trọng cảm ơn ý kiến của cô ạ. Dạ, vậy thì đúng như cô Bình có chia sẻ, đó là dành cho học sinh. Anh lên sẽ có tên lên này. Sẽ có hai tài liệu mà quan trọng nhất đó là sách bài học và sách bài tập. Đi cùng với đó thì sẽ là đĩa CD ạ. Thì thay vì việc sử dụng đĩa CD thì công ty Cánh Buồm có upload tất cả cái tài liệu này trên trang web cánhbuom.edu.vn, cho nên học sinh có thể hoàn toàn truy cập hoặc là giáo viên có thể gửi đường link cho phụ huynh. Anh cần đó. Đây. Để truy cập ạ. Tiếp theo, vậy thì dành cho giáo viên ạ, thế thì giáo viên sẽ có những tài liệu gì ạ? Giáo viên đương nhiên cái tài liệu mà không thể thiếu cũng như các bộ sách khác đó là sách giáo viên, ghi đầy đủ các bước hướng dẫn giáo viên triển khai hoạt động. Thứ hai là đĩa CD, các tài liệu dành cho giáo viên cũng đều được download trực tiếp tại công ty Cánh Buồm ạ. Một tài liệu nữa mà theo em thấy là nhiều bộ sách đang
chưa có, và tài liệu này rất hữu hiệu, hỗ trợ đắc lực cho các thầy cô trong việc triển khai các hoạt động ở trên lớp, đó là phần tài nguyên giảng dạy bổ trợ. Vậy thì tài nguyên này sẽ như thế nào ạ? Như các thầy cô thấy ở đây ạ, ngoài việc ví dụ như khi các thầy cô giảng dạy về chủ đề gia đình thì thay vì các thầy cô mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị worksheet, các phiếu bài tập cho các học sinh, thì bộ sách đã trang bị rất đầy đủ cho các thầy cô được một số các cái hoạt động trong chủ đề. Em xin phép là cô Ngô Thị Phương Thảo hay gì đang vẽ lên màn hình ạ. Xin phép các thầy cô là không sử dụng chức năng này ạ. Vậy thì tài liệu này sẽ hỗ trợ các cô trong quá trình mà các thầy cô cho học sinh hoạt động ở trên lớp, và nó sẽ hỗ trợ cho các phần hoạt động tương tác của học sinh ạ. Các tài liệu này đều có sẵn và đầy đủ ạ. Tài liệu thứ hai mà em muốn giới thiệu các thầy cô là về phân phối chương trình. Thì theo như kế hoạch thì chúng ta sẽ có 35 tuần và thời lượng sẽ là 3 tiết một tuần. Như vậy thì số tiết thực dạy của học sinh sẽ là 96 tiết. Đi kèm về đó sẽ có 5 tiết ôn tập và 4 tiết kiểm tra giữa học kỳ và cuối kỳ. Và một cái khó khăn nữa em thấy của các thầy cô khi mà triển khai chương trình, đó là các thầy cô rất mất nhiều thời gian trong quá trình soạn bài. Vậy thì bộ sách tiếng Anh 6 English Discovery đã cung cấp đầy đủ bộ giáo án mẫu cho 10 chủ đề. Như vậy là các thầy cô hoàn toàn có thể tham khảo và sử dụng ngay ở trên lớp ạ. Tiếp theo là tài liệu tiếp theo mà em muốn giới thiệu tới các thầy cô, đó là tài liệu test. Vậy thì theo các thầy cô thì thông thường thì một bộ sách sẽ cung cấp cho các thầy cô những tài liệu test gì ạ? Em xin mời các thầy cô em mời cô Hà Bình ạ. Em xin phép cô Hà Bình cho ý kiến ạ. Vâng, bạn nhắc lại cho mình câu hỏi với nhỉ? Dạ vâng ạ. Theo như các cái giáo trình tiếng Anh mà các cô đã từng sử dụng ạ, thì bình thường thì một bộ sách mà có bao gồm được cái tài liệu kiểm tra không ạ? Và các tài liệu kiểm tra thì gồm những tài liệu gì ạ? Vâng ạ, một bộ sách thường thường chúng tôi sử dụng ấy thì nó không có cái tài liệu kiểm tra đâu ạ. Mà chỉ có theo chương trình học của học sinh ấy, thì dựa vào cái nội dung kiến thức của các bài học của học sinh ấy, thì chúng tôi sẽ ra đề kiểm tra cho nó phù hợp với kiến thức mà các em đã học ạ. Dạ vâng. Ở trường thì chúng tôi không có cái tài liệu đâu ạ. Dạ vâng, vậy thì các cô sẽ mất rất là nhiều thời gian trong việc là soạn bài đúng không ạ? Vâng ạ. Thì em xin cảm ơn ý kiến của cô ạ. Vậy thì với bộ sách tiếng Anh 6 English Discovery sẽ giảm tải cho các thầy cô rất nhiều trong việc soạn giáo án cũng như là có hệ thống để kiểm tra, bởi vì hệ thống bài kiểm tra của sách tiếng Anh 6 English Discovery rất phong phú ạ. Như các thầy cô thấy ở trên màn hình ạ. Danh mục ở đây hiện tại thì em sẽ có 6 loại bài kiểm tra khác nhau dành cho học sinh lớp 6 ạ. Thứ nhất là bài kiểm tra placement test. Thứ hai là bài kiểm tra có tên là grammar lesson checks. Thì tài liệu này hỗ trợ cho các thầy cô trong quá trình làm bài trong các cái bài tiết học ngữ pháp của học sinh ạ. Tài liệu thứ ba đó là vocabulary lesson checks. Tài liệu thứ tư là unit test. Tài liệu thứ 5 là review test, tài liệu thứ 6 là end of year test. Ngoài ra thì trong phần mềm dạy học cũng có thêm hai dạng bài kiểm tra nữa, đó là extra time và grammar time. Em xin phép dừng lại một chút để xóa cái phần có thầy cô nào đó đã vẽ lên màn hình ạ.
À, vậy thì ngoài những cái tài liệu mà sẵn có và bộ sách tiếng Anh nào cũng có như vậy, thì bộ sách tiếng Anh 6 English Discovery có thêm hai tài liệu bổ trợ cho các thầy cô, và các thầy cô có thể sử dụng hai tài liệu này trong quá trình giảng dạy các lớp học tăng cường cũng như là dành cho học sinh khá giỏi ạ. Tài liệu thứ nhất em muốn giới thiệu tới các thầy cô đó là phần mềm dạy học Active Teach. Thì đây là phần mềm sử dụng offline, các thầy cô có thể cài đặt vào máy tính và sử dụng. Thì phần mềm này nó có 3 chức năng. Thứ nhất là ngoài việc nó là một tài liệu như là trang sách điện tử sẽ thể hiện toàn bộ nội dung của sách bài học, sách bài tập, thì các thầy cô sẽ có thêm các tài liệu ngoài, như là các thầy cô có thể thiết kế hoạt động mà ở trên phần mềm này ạ. Ví dụ như là khi các thầy cô giảng dạy thì các thầy cô đính thêm link để dẫn thiệu cho bài, hay là highlight các cái từ mới, từ vựng mà các thầy cô muốn học sinh chú ý thì đều được thể hiện và lưu lại ở trong cái phần mềm dạy học này. Ngoài ra thì như các thầy cô thấy ở bên dưới, đó là các cái tài liệu về bài tập kiểm tra thêm hay là các cái đoạn video thì đều được tích hợp trong phần mềm dạy học. Thì đây là một phần mềm dạy học rất tiên tiến và hiện đại, hỗ trợ rất đắc lực cho các thầy cô khi mà các thầy cô sử dụng ở trên lớp, vì sẽ giúp thầy cô tiết kiệm thời gian soạn bài cũng như là làm cho tiết học của các thầy cô trở nên là sinh động và hấp dẫn hơn. Tài liệu thứ hai em muốn giới thiệu đến các thầy cô đó là về các videos. Hiện tại thì bộ sách tiếng Anh 6 English Discovery đã có 3 tài liệu về videos lấy nguồn từ BBC. Thì tất cả các video này đều đã được thẩm định, kiểm duyệt qua chất lượng, cho nên các thầy cô hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng ạ. Tài liệu thứ nhất đó là về các có tên gọi là BBC Vox Pop Videos. Thì đoạn video này, cái đoạn phim video này thì bao gồm các đoạn phỏng vấn ngắn được thực hiện trên các tuyến phố ở London và được lấy từ chương trình BBC Learning English. Đoạn phim thứ hai đó có tên là Drama Videos. Thì đây bao gồm các đoạn phim truyền hình về gia đình, về bạn bè, về cuộc sống hàng ngày của một nhóm thanh thiếu niên. Và thường thì các nội dung của các đoạn phim này thì rất là vui nhộn, cho nên học sinh rất hứng thú ạ. Đoạn phim thứ ba có tên là BBC Control Videos. Đoạn phim này thì là theo thứ hình thức là các đoạn phim tài liệu và phản ánh về chủ yếu là về văn hóa của các nước ạ. Em xin phép nhắc lại một lần nữa là các thầy cô không vẽ lên màn hình ạ. Tiếp theo thì em sẽ xin nói kỹ hơn về các dạng bài kiểm tra như em trình bày lúc nãy ạ. Sẽ có các dạng bài kiểm tra và cả hình thức cũng như là cái thời điểm mà các thầy cô sẽ sử dụng như sau ạ. Về cái tài liệu Grammar Lesson Checks thì các cô sẽ có 2 bài kiểm tra trên một unit, bởi vì là các thầy cô có 2 tiết học grammar trên một unit. Và mỗi một bài kiểm tra thì các thầy cô sẽ có sẵn 2 đề, đó là đề A, đề B, như các thầy cô dùng là đề chẵn, đề lẻ ở trên lớp đấy ạ. Tài liệu thứ hai đó là Vocabulary Lesson Check, thì các thầy cô sẽ được cung cấp một bài kiểm tra trên một chủ đề ạ. Tài liệu thứ ba đó là tài liệu Unit Test, thì các thầy cô sẽ sử dụng sau khi học sinh kết thúc một unit để kiểm tra lại lượng từ vựng, kiến thức của học sinh. Với tài liệu này thì các thầy cô cũng sẽ có 2 nội dung, đó là về kiểm tra về từ vựng, ngữ pháp, về tiếng Anh thực hành hay là về kỹ năng viết của các bạn thông qua bài kiểm tra có tên là Language Test. Số lượng của các bài kiểm tra này sẽ là một bài kiểm tra trên một chủ đề ạ. Tiếp theo là bài kiểm tra Skill Test, thì học sinh sẽ được kiểm tra về kỹ năng nghe, viết và chính tả. Đây là một nội dung hoàn toàn mới ạ. Và ngoài ra thì một nội dung khác đó là kiểm tra kỹ năng nghe và đọc. Tài liệu thứ tư đó là bài Review Test. Review Test sẽ được thực hiện sau mỗi 2 chủ đề. Và tương tự như Unit Test cũng có 2 loại bài, đó là Language Test và Skill Test, để kiểm tra về các kỹ năng khác nhau. Và tất cả những bài kiểm tra này thì đều chia ra đề chẵn và đề lẻ, hay còn gọi là đề A và đề B ạ. Và cuối cùng, sau khi kết thúc năm học thì bộ sách đã thiết kế sẵn bài kiểm tra cuối kỳ và các cô có hoàn toàn có thể sử dụng ạ. Như vậy thì với hệ thống dạng bài kiểm tra rất là nhiều, cũng như là thời lượng kiểm tra rất là phong phú, có thể từ 5 đến 10 phút cho các bài kiểm tra ngắn, hoặc có thể lên đến thời lượng là 30 phút hoặc 45 phút, các thầy cô có thể sử dụng làm bài kiểm tra một tiết ạ. Ngoài ra thì công ty Cánh Buồm cũng xin có một vài hỗ trợ khác đến các thầy cô. Thứ nhất là công ty giáo dục Cánh Buồm xin kính tặng mỗi cơ sở giáo dục phổ thông một bộ sách đầy đủ
với đầy đủ các tài nguyên bản cứng cho năm hợp tác đầu tiên ạ. Thì bộ sách này thì bao gồm tất cả những tài liệu như em giới thiệu lúc nãy, đó là gồm có 3 cuốn sách, folder test, phân phối chương trình, giáo án mẫu, tất cả các cái đường link hỗ trợ khác ạ. Em xin phép là trong thời kỳ này đáng lẽ là bên công ty đã gửi tặng các thầy cô một bộ sách đầy đủ như vậy, nhưng vì là trong thời điểm dịch bệnh khá là căng thẳng cho nên là em xin phép là sẽ gửi tới các cơ sở giáo dục sau ạ. Cái hỗ trợ thứ hai đến từ công ty Cánh Buồm, đó là công ty Cánh Buồm sẽ tổ chức tập huấn định kỳ cho sở và phòng giáo dục đào tạo với mục tiêu là giúp và hỗ trợ các thầy cô có thể là khai thác cũng như là sử dụng các cái nguồn tài nguyên một cách hiệu quả nhất, mang đến cho học sinh những cái kết quả học tập cao nhất. Bên cạnh đó thì bộ phận chuyên môn và bộ phận kỹ thuật cũng xin phép là hỗ trợ các thầy cô 24/7 trong suốt quá trình sử dụng sách. Bất cứ có cái khó khăn hay là vướng mắc hay muốn trao đổi gì thì các thầy cô đều có thể liên hệ ngay lập tức ạ. Vậy là em sẽ hoàn thành cái phần giới thiệu cho sách tiếng Anh 6 English Discovery. Vậy thì em xin dành thời gian khoảng 3 phút cho các thầy cô đặt câu hỏi về sách tiếng Anh 6 English Discovery ạ. Không, lúc nãy không không à bây giờ nó nghe được. Dạ vâng, em xin chào cô Hà Bình ạ. Xin mời các thầy cô chọn biểu tượng giơ tay ạ để em có thể mời thầy cô ạ. Cho mình hỏi là muốn mua bộ sách này thì mình có thể liên hệ và tự mua ở đâu được nhỉ? Trong cái thời gian tới khi mà bộ sách được phát hành toàn quốc thì bên em sẽ có đại diện liên hệ với các thầy cô ạ. Lát nữa thì thông tin liên hệ thì em sẽ gửi tới các thầy cô sau ạ. Cảm ơn nhé. Ví dụ dạ, như vâng mình giờ xuống hẳn hiệu sách nhà xuất bản giáo dục ở Hà Nội thì có mua được không? Cái này thì em sẽ liên hệ với bộ phận kinh doanh để trả lời các thầy cô sớm ạ. Cảm ơn nhé. Dạ vâng ạ. Xin phép các thầy cô, có thầy cô nào còn băn khoăn gì về chương trình tiếng Anh 6 English Discovery nữa không ạ? Để hỏi xem. Dạ. Cô ơi, bao tiền bộ sách này hả cô? Dạ cô ơi, giá của một bộ sách này thì sẽ được công bố, sẽ được đại diện của công ty gửi về bằng văn bản đến quý thầy cô ạ. Tại vì là tôi dạy ở cái vùng nông thôn, rất khó khăn về kinh tế. Nếu như là bộ sách mà quá cao thì sẽ rất khó cho học sinh. Hiện nay với cái bộ sách mà chúng tôi đang dùng ấy, cũng đã là rất khó khăn cho học sinh rồi. Hơn 100.000 một bộ sách mà nên đi ớt với một số học sinh thì là rất là khó khăn, bởi vì là không có cái tài liệu để sử dụng cái đĩa đó. Thế riêng cái đĩa với bộ sách cũ thôi nhé, tôi đang nói tôi không biết bộ sách này là bao nhiêu tiền. Với bộ sách cũ ở hiện tại đối với vùng chúng tôi dạy là cái đĩa tôi thấy rất là phí phạm. Dạ vâng ạ, chính vì thế cho nên là bắt đầu từ năm học này thì tất cả các cái đĩa CD bên em sẽ không đính kèm trong sách, mà học sinh có thể download trực tiếp trên trang web Cánh Buồm về ạ. Như vậy thì cái việc mà sử dụng đĩa cũng linh hoạt hơn với cả không chỉ học sinh mà cả giáo viên cũng như là phụ huynh ạ. Em xin phép là vì thời gian có hạn thì em xin phép sẽ được nhận thêm một ý kiến nữa của các thầy cô ạ. Em hỏi một chút nữa cho trường trung học một câu ạ. Trung học cơ sở Trung Vương đúng không ạ? Có đầy đủ không hả cô? Bởi vì cứ đổi sách là bọn em phải đánh máy từng chữ một cái phần giáo án mới. Dạ vâng ạ, để trả lời câu hỏi này không ạ? Dạ vâng, để trả lời cho câu hỏi này của cô ạ, thì như phần lúc nãy em đã trình bày ạ, thì bộ sách đã thiết kế một bộ giáo án đầy đủ gồm tất cả các bài học diễn ra trong chương trình thực học và dành cho các thầy cô ạ. Đều có bản mềm, đều có bản mềm hết và gửi tới các thầy cô. Các thầy cô có thể hoàn toàn là edit và sử dụng ạ. Dạ vâng, vâng, em cảm ơn. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Vâng, em xin cảm ơn biết đây của trường Trung học cơ sở Trung Vương ạ. Em có ý kiến. Xin phép cô giáo cho em xin có một ý kiến được không ạ? Dạ vâng, vậy thì em xin phép tiếp nhận ý kiến cuối cùng của thầy Vương Tuấn Dũng đúng không ạ? Và các cái mong muốn cũng như là cái băn khoăn của các thầy cô thì các thầy cô lát nữa sẽ vui lòng gửi lại cho đại diện của công ty, và công ty sẽ có trách nhiệm là trả lời giải đáp cho các thầy cô sau ạ. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn cô ạ. Dạ. Tức là tôi có em có hai ý kiến. Ý kiến thứ nhất đó là xin hỏi là cái bộ sách tiếng Anh này nó đã hoàn thiện cho cả khung chương trình từ 6 đến 9 chưa? Hay là tạm thời mới chỉ có thí điểm một bộ sách lớp 6 ạ?
Dạ vâng, em xin trân trọng cảm ơn ý kiến của thầy. Thì theo như là thông tư về biên soạn sách giáo khoa theo chương trình mới thì tất cả các sách sẽ theo hình thức là cuốn chiếu để thay đổi ạ. Bộ sách English Discovery này đều đã hoàn thiện, tuy nhiên thì theo từng năm, mỗi một năm thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phê duyệt một bộ sách và sẽ thay hình thức cuốn chiếu như vậy thầy ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn cô về cái câu trả lời thứ nhất. Và theo ý kiến của tôi thì tôi đề nghị như này, tức là qua cái cuốn sách mà đang sử dụng rồi ấy, thì cái bộ sách lớp 6 và lớp 7 tức là phần có phần rất là sinh động. Dạ. Nhưng đến lớp 8 và lớp 9 nó sẽ bị mai một đi. Dạ. Một chút. Đấy, với chính vậy thôi, nếu mà bộ sách này thì tạm thời với chương trình lớp 6 thì tôi cảm thấy nó rất là hữu ích và cũng như là sinh động. Vậy nếu như mà đưa cái bộ sách này vào sử dụng thì tôi nghĩ là càng những cuốn sau thì càng đầu tư thêm thì nó sẽ lan tỏa được người sử dụng. Đấy là ý kiến thứ nhất. Về cái ý kiến thứ hai nữa là mong đơn vị Discovery English sẽ gửi thêm cho một bộ sách đối với tất cả các phòng giáo dục nữa. Dạ vâng. Dạ, em xin cảm ơn thầy. Là đơn vị phòng giáo dục là đơn vị và sẽ là quản lý cũng như chỉ đạo. Chính vì thế mà ngoài các cơ sở giáo dục cũng là các nhà trường ra thì mong muốn của tôi là như vậy. Dạ vâng, em xin cảm ơn ý kiến của thầy. Và em cũng rất vui khi mà thầy rất hài lòng với bộ sách này ạ. Thì công ty cũng sẽ tiếp tục phát huy những cái điểm mạnh, những cái ưu điểm của bộ sách cho các cấp học tiếp theo từ lớp 7 đến lớp 12 ạ. Em xin phép là vì thời gian có hạn cho nên em xin phép sẽ chuyển sang phần giới thiệu sách tiếng Anh 2 English Discovery ạ. Dạ vâng, cảm ơn cô ạ. Dạ vâng, em xin cảm ơn thầy ạ. Sang năm lại tìm thêm giáo viên nữa. Dạ vâng, vì để tránh các thầy cô ngồi trong một thời gian quá dài thì em xin phép là xin phép nghỉ 5 phút ạ, trước khi bắt đầu giới thiệu chương trình tiếng Anh 2 English Discovery ạ. Và sau 5 phút thì em sẽ quay lại để giới thiệu tiếp với các thầy cô. Trong quá trình nghỉ ạ, nếu các thầy cô có thể thoải mái giải lao ạ. Và hiện tại thì em sẽ trình chiếu trên slide đây cho các thầy cô demo về bản phần mềm dạy học Active Teach dành cho học sinh lớp 6 ạ. Xin phép là các thầy cô tắt mic giúp em ạ. Dạ vâng ạ, theo những các thầy cô thấy ở trên màn hình thì đây chính là giao diện của phần mềm dạy học Active Teach dành cho học sinh lớp 6 đi kèm với bộ sách tiếng Anh 6 English Discovery. Thì như các thầy cô thấy thì em sẽ demo một phần nhỏ. Trong thời gian hạn chế thì em sẽ đi qua một vài điểm nổi bật của cái ứng dụng này ạ. Ví dụ như ở đây ạ, các thầy cô sẽ có một cái thanh công cụ. Với thanh công cụ này thì hỗ trợ cho các thầy cô, ví dụ như là đây thanh công cụ này sẽ giúp cho thầy cô phóng to cái phần tài liệu lên ạ. Đó ạ. Không, thầy cô đấy, chị bật loa lên. Chị bật loa lên để nhìn được để xem được cái tài liệu rõ hơn. Sao không nghe thấy họ nói gì ạ? Dạ vâng ạ, đây là phần công cụ đầu tiên, đó là phần công cụ zoom thì giúp cho các thầy cô có thể phóng to hoặc thu nhỏ cái màn hình lại ạ. Thứ hai, một công cụ cũng rất là hữu hiệu mà em muốn giới thiệu đến các thầy cô đó là phần ghi chú highlight như thế này ạ. Ví dụ như đặc biệt các thầy cô khi mà giảng dạy bài đọc hay là bài từ vựng thì hoàn toàn các thầy cô có thể sử dụng cái công cụ này khi mà sử dụng kết hợp với phần mềm để có thể nhấn mạnh hơn cho học sinh khi mà giảng dạy. Ngoài việc sử dụng công cụ highlight thì có thêm một công cụ khác nữa, ví dụ như là các thầy cô có thể thấy ở đây đó là công cụ chèn link.
Ví dụ như là khi giảng dạy, các thầy cô muốn sử dụng một cái tài liệu thêm nào đó theo trên trang web từ YouTube hay là từ tất cả các nguồn tài nguyên nào, thì các thầy cô có thể đính cái link vào đây và sau đó chỉ cần click vào mở ra là các thầy cô có thể sử dụng được. Một công cụ nữa đó là các thầy cô là ngoài việc sử dụng link trực tiếp trên trang web thì các thầy cô có thể link đến một cái folder nào đó mà các thầy cô đã sử dụng. Thì tất cả các phần này là đều nằm trong máy tính của các thầy cô đấy ạ. Các tài liệu sẵn có thì các thầy cô có thể dùng cái ứng dụng này. Một cái nữa mà cũng khiến cho các thầy cô rất quan tâm đó là về ví dụ như em ví dụ như ở đây ạ. Sau khi học sinh có một cái hình ảnh mà hoặc là một nội dung các thầy cô đang dạy và các thầy cô muốn kiểm tra xem học sinh có chú ý hay không thì các thầy cô sẽ sử dụng đến cái phần này. Đó chính là cái phần che đi cái nội dung mà học sinh vừa nhìn thấy. Như vậy thì các thầy cô có thể kiểm tra về trí nhớ của học sinh hay là sự tập trung của học sinh ạ. Tiếp theo thì ngoài những cái vấn đề và những cái hỗ trợ khác, ngoài những hỗ trợ mà em vừa giới thiệu thì cũng có một hỗ trợ nữa đó là trò chơi. Như các thầy cô thấy ở đây là sẽ có ba nội dung trò chơi được giới thiệu và cài đặt sẵn, ví dụ như là trò chơi về kiểm tra về trí nhớ hay là trò chơi XO chẳng hạn. Thế thì các thầy cô đã cài đặt sẵn và đến cái phần đó là các thầy cô chỉ cần mở ra và học sinh sẽ hoàn toàn chơi. Và tất cả những cái thao tác này các thầy cô có thể lưu lại và có thể dùng cho tất cả các lớp mà các thầy cô giảng dạy. Thì đó là một số các cái tính năng của sách, của cái phần mềm Active Teach. Ví dụ như phần ở dưới phần này thì các thầy cô có nhìn thấy cái phần Teacher Resource Book. Đó, thì tất cả những cái tài liệu liên quan đến sách thì đều được thể hiện ở đây. Chính là cái phần tài liệu mà dành cho các hoạt động mà em giới thiệu lúc nãy đấy ạ. Về phần audio là tất cả các file nghe đều được thể hiện trong này. Có sách bài học cũng như sách bài tập. Video Resources thì đây chính là phần mà các thầy cô tìm các cái video về để ôn luyện về ngữ pháp hay về kỹ năng đọc hay kỹ năng nghe hiểu mà em vừa giới thiệu lúc nãy ạ. Em xin phép là vì thời gian có hạn cho nên là em xin phép dừng cái việc giới thiệu sách về cái phần giới thiệu giáo trị phần mềm giảng dạy Active Teach ở đây ạ. Em xin mời các thầy cô đến với phần 2 của buổi giới thiệu ngày hôm nay, đó là sách tiếng Anh 2 English Discovery. Thì bộ sách này đã không còn mới đối với cả nhiều các thầy cô vì các thầy cô đã có thời gian là khoảng 2 năm để thực nghiệm, cho nên là trong phần này thì em mong muốn các thầy cô sẽ chia sẻ nhiều hơn ạ. Xin kính mời các thầy cô cùng quay lại với buổi giới thiệu về sách tiếng Anh 2 English Discovery được thực hiện bởi công ty giáo dục Cánh Buồm ạ. Để giới thiệu về sách tiếng Anh 2 English Discovery thì em xin đi qua 3 nội dung. Thứ nhất là giới thiệu giáo trình, thứ hai là cấu trúc và nội dung và thứ ba là nguồn tài nguyên của bộ sách. Khi giới thiệu đến bộ sách thì nhắc đến bộ sách nào cũng vậy, thì chúng ta sẽ tập trung chủ yếu vào ưu điểm của các bộ sách đấy. Thứ hai là về cấu trúc nội dung bài học. Thứ ba là các tài nguyên dạy và học dành cho học sinh cũng như giáo viên. Và cuối cùng là các hỗ trợ khác đến từ công ty Cánh Buồm ạ. Vậy thì trong suốt khoảng thời gian là khoảng 2 năm các thầy cô giảng dạy thực nghiệm sách English Discovery 2 thì các thầy cô có thể cho em xin ý kiến là các thầy cô ấn tượng với cái nội dung nào nhất không ạ? Xin phép các thầy cô sử dụng ứng dụng là giơ tay để phát biểu ạ. Em xin phép hỏi ý kiến của một số các thầy cô tại các cụm trường mà đã triển khai bộ sách này rồi ạ. Thì theo các thầy cô hoặc là trong cái thời gian giảng dạy vừa qua thì các thầy cô thấy ấn tượng với cái đặc điểm nào của bộ sách nhất ạ? Em đã thấy 10 thầy cô giơ tay ạ. Em xin phép mời thầy hay cô Đăng Ninh ạ. Thầy và cô Đăng Ninh có nghe thấy em không ạ? Em xin phép mời cô Trần Thúy ạ, hay cả cô Trần Thủy ạ.
Cô Trần Thủy có nghe thấy em không ạ? Alo ạ. Dạ. Tôi có nghe tiếng ạ. Tôi có nghe tiếng ạ. Vâng, cô dạ, nhắc vâng. lại câu hỏi đi ạ. Dạ vâng ạ. Vậy thì cho em hỏi câu hỏi đầu tiên đó là cô đã có thời gian dạy thực nghiệm đối với bộ sách English Discovery 1 hoặc 2 chưa ạ? À chưa ạ. Vâng, vâng, tôi xin tự giới thiệu là tôi là giáo viên trung học cơ sở. Vâng thì dạ, cô vâng. đang giới thiệu cái bộ sách Discovery của lớp 2 thì dạ. tôi cũng chưa có thời gian nghiên cứu đâu ạ. Vâng ạ. Còn cái bộ sách mà Discovery của lớp 6 thì tôi cũng đã xem qua rồi. À, dạ vâng còn bộ sách lớp 2 thì tôi chưa được xem qua. Vâng ạ. Vâng ạ, em xin cảm ơn cô ạ. Vậy thì em xin phép xin lấy ý kiến của một các thầy của một thầy hoặc cô khác ạ. Mà đã có thời gian thực nghiệm, cũng trải nghiệm với bộ sách English Discovery 1 và 2 ạ. Em xin phép mời thầy Dương Tuấn Dũng ạ. Xin phép mời thầy Dũng vâng, ạ. Vâng, xin cảm ơn cô ạ. Dạ. Vâng, thực ra thì báo cáo cô tôi là từ Dương Tuấn Dũng, và tôi từ phòng giáo dục và đào tạo ở thành phố Sông Công. Thế thì cái bộ sách này là ở đơn vị chúng tôi là cũng chưa được tiếp cận, nhưng mà của hôm trước là tôi có đi một cái hội thảo một cái gì của English Discovery là giới thiệu với lại tiếp cận với lại các đơn vị mầm non. Thì ở trường mầm non của chúng tôi là hiện tại bây giờ có một trường mầm non Hoa Sen là mới đang đưa vào. Vâng, báo cáo cô. Vâng. Dạ vâng ạ, thầy thì cái cảm nhận ban đầu của thầy về bộ sách này là gì ạ? Và tôi xin lỗi ạ, vâng vâng. Dạ vâng ạ. Cũng là thì dạ vâng, em xin phép. Rồi, sau tôi xin phép là sẽ trao đổi thêm bởi vì tôi dạ, vâng đã tức là tôi vừa mới tiếp cận và nói thực sự là tôi cũng rất là quan tâm đến cái bộ sách này. Dạ vâng, vâng, em cảm ơn thầy ạ. Thì sau đó tôi sẽ xem xét lại một số thông tin và sẽ trao đổi lại với cô tiếp ạ. Vâng. Dạ vâng, em cảm ơn thầy Dũng ạ. Dạ vâng, vậy em xin phép là dạ, vâng. được lấy ý kiến của một giáo viên trường tiểu học Lương Ngọc Quyến được không ạ? Trường tiểu học Lương Ngọc Quyến có nghe rõ không ạ? Em xin phép mời đại diện của trường tiểu học Lương Ngọc Quyến ạ. Dạ em đây ạ. Dạ vâng, em chào cô ạ. Chị nghe thấy không ạ? Dạ vâng, em nghe rõ cô ạ. Dạ vâng ạ. Em thì em có một chút ý kiến là về sách lớp 2 ạ. Dạ. Thì em cũng dạy được 2 năm rồi thì em thấy chương trình nó hơi khó so với lớp 2. Thì em là dạ vâng ạ. Em xin phép ngắt lời cô một chút ạ. Đó là trong quá trình giảng dạy thì các thầy cô thấy ưu điểm hoặc là các thầy cô thích, hoặc là học sinh hoặc là các cô thích cái đặc điểm nào, nội dung nào của sách nhất ạ? Thì em đang có một cái chút ý kiến là tức là tất cả bộ sách thì là em thấy là cái khung nó hơi khó với lại học sinh, thì tất cả các thầy cô thì hôm đã họp một lần rồi ạ. Thì em có một cái nhóm lớp 1-2 của Thái Nguyên ấy, thì cái hôm vừa rồi như là dạy trực tuyến ấy, thì em có ý kiến với chị một chút là về cái thích thì tí nữa em sẽ nói, nhưng mà về cái nhược điểm ấy, thì em chưa có thể nói được với ai ấy. Thì là bọn em cũng đã trao đổi trên cái nhóm đó thì em thấy là ví dụ như là mình bộ sách của mình ấy phải có đưa ra những cái phương pháp dạy của từng phần một để cho bọn em có cái bọn em tham khảo ấy. Có nghĩa là chưa có cái những cái video dạy như kiểu là dạy thử nghiệm cho bọn em trước ấy ạ. Tức là bộ sách phải có những cái video từng bài từng phần một để bọn em tham khảo ạ. Ví dụ có những cái phần dạy rất là khó thì học sinh tiếp thu những cái nhiều khi có nhiều câu quá thì học sinh lớp 2 chỉ học được các từ thôi ạ. Thì theo ý kiến của em là phải có một những cái video để cho bọn em tham khảo trước từng phần học của các unit. Thì dạ, em có ý kiến là thế. Còn sách thì có nhiều hình ảnh rất là phong phú thì học sinh rất là thích, với cả các hình dán học sinh rất là thích dán, cắt dán. Thì em thấy những thêm những cái đấy được thì cho lớp 1-2 được thì hay. Thế nhưng mà về những cái em muốn là
bên mình phải có những cái video, có những cái sản phẩm ấy, để bọn em có thể là được tham khảo xem là cách dạy của người ta như thế nào ấy, thì để bọn em còn nắm được nắm chắc được cái học sinh của học sinh ấy. Dạ vâng ạ, thì em xin cảm ơn và em xin tiếp thu ý kiến của cô giáo đến từng trường tiểu học Lương Ngọc Huyến ạ. Thì để trả lời cho câu hỏi của cô ạ, ví dụ như để trả lời câu hỏi của cô thì em xin trả lời như sau, đó là về các cái tài liệu thêm mà như cô mong muốn là các video hướng dẫn ạ, thì trong thời gian tới sớm nhất ạ, bên em sẽ upload tất cả những cái tài liệu này trên YouTube để các thầy cô có thể dễ dàng truy cập và xem ạ. Về các phần mà các thầy cô cảm thấy khó khi triển khai một số cái nội dung học thì bên em cũng đã nắm được thông tin và đã có lên kế hoạch để đào tạo cũng như là hướng dẫn các thầy cô làm sao cho các thầy cô có thể khai thác được hiệu quả nhất. Thì trong thời gian tới thì bên em sẽ hy vọng là tình hình dịch bệnh sẽ ổn định và chúng em có thể có cơ hội và để đến triển khai tập huấn tới các thầy cô ạ. Dạ vâng, em cảm ơn cô. Sau đây thì em sẽ đi vào nội dung chính của ngày hôm nay, đó là về ưu điểm của bộ sách. Thì như cô giáo cũng đã chia sẻ thì bộ sách có được một rất là nhiều những cái ưu điểm mà khiến cho học sinh cũng như là giáo viên hài lòng. Thứ nhất là với bộ sách tiếng Anh 2 English Discovery thì đã đáp ứng đầy đủ nội dung theo khung chương trình của sách giáo khung chương trình sách giáo khoa dành cho học sinh lớp 2. Thứ hai là như cô có chia sẻ, đó là hình ảnh của sách được thiết kế rất sinh động, phù hợp với lứa tuổi, cũng như là các bài hát vui nhộn khiến cho các bạn được thay đổi không khí môi trường liên tục trong quá trình học. Ưu điểm thứ ba của bộ sách đó là tài liệu dành cho học sinh rất phong phú, đó là bên cạnh cái việc mà học sinh chỉ có sách bài học, sách bài tập hay là đĩa để nghe thì các bạn có rất nhiều những cái tài liệu đính kèm ở phía sau sách, ví dụ như là phần cut out là các bạn sẽ làm các hoạt động cắt dán hay là dán stickers, hoặc là với sách English Discovery 2 năm nay thì các bạn sẽ có thêm một cái phần mục lục ở đằng sau nữa, đó là các bạn sẽ thực hiện các phần tô và vẽ ở phần cuối sách để không ảnh hưởng đến nội dung sách học của các bạn ạ. Vậy thì với giáo viên thì công ty Cánh Buồm cũng đã vận dụng hết những cái mà chúng tôi có để hỗ trợ cho giáo viên trong các cái nguồn tài nguyên. Nguồn tài nguyên dành cho giáo viên thì ngoài những cái tài nguyên sẵn có mà hầu như sách giáo khoa tiếng Anh nào cũng cung cấp thì công ty Cánh Buồm đã có thêm những cái tài liệu mới mà đã hướng dẫn tập với các cô, ví dụ như là phần mềm dạy học Active Teach, và đã có rất nhiều các thầy cô trải nghiệm với phần này rồi ạ. Và cái đặc điểm nữa của một bộ sách mà khiến cho bộ sách cũng rất là nổi bật, đó chính là tài liệu dành cho sách giáo viên và sách giáo án mẫu thì rất đầy đủ và chi tiết, giúp cho các thầy cô có thể là triển khai các hoạt động ở trên lớp được cách hiệu quả hơn. Và tất cả các tài liệu này thì đều đã được nhà xuất bản Pearson hỗ trợ trong việc thiết kế, cũng như là tiến sĩ Hương Quỳnh tham gia vào quá trình viết sách cũng như là chỉnh lý ạ. Cho nên em tin là cái tài liệu này sẽ rất hữu ích cho các thầy cô trong quá trình soạn bài. Thứ hai là về cấu trúc bài học và nội dung ạ. Đối với sách English Discovery tiếng Anh số 2 thì các bạn sẽ có 8 bài học. Em xin lỗi, đây là thể hiện hơi sai một chút ạ. Các bạn sẽ có... các bạn sẽ có 8 bài học trên một chủ đề và sẽ được sắp xếp thứ tự như sau ạ. Tiết học thứ nhất các bạn học về từ vựng, tiết học thứ hai học về mẫu câu, tiết học thứ ba về phần từ vựng mở rộng, tiết học thứ tư về nghe nói và ngữ âm, tiết học số 5 về câu chuyện, tiết học số 6 về các hoạt động tích hợp liên môn, tiết học số 7 về học hoạt động tự đánh giá, và cuối cùng là tiết học ôn tập. Về tiết học từ vựng thì như các thầy cô thấy ở đây ạ, một tiết học từ vựng thì thường thì các từ vựng sẽ được đặt trong ngữ cảnh, và các từ vựng có thể sẽ được thiết kế là sẽ dàn theo hai trang, cho nên các học sinh sẽ phải nhìn theo cả trang sách bên trái và trang sách bên phải để có thể hiển thị hết tất cả các từ vựng của bài. Và đã giúp, sau khi mà rút kinh nghiệm của những cái lần thử nghiệm lần trước ạ, thì tất cả những bài học mà có khối lượng từ vựng hơi nhiều một chút, ví dụ là 7 từ hay 8 từ, thì theo phân phối chương trình mới nhất của công ty giáo dục Cánh Buồm biên soạn thì đã tách những bài học này hoặc là hỗ trợ các thầy cô giáo án để dạy những bài học này trong 2 tiết. Tiết học số 2 là tiết học mẫu câu, học sinh sẽ ứng dụng những cái từ vựng mà học sinh học từ tiết 1 và được lồng ghép vào trong một bài về để học mẫu câu ạ. Như vậy thì cái ngữ liệu đầu vào cũng như là cái hoàn cảnh sử dụng, ngữ cảnh sử dụng sẽ làm cho học sinh cảm thấy dễ dàng hơn.
Tiết học số 3 là về tiết học từ vựng mở rộng. Tất cả những cái từ vựng mở rộng theo chủ đề này thì đều được lồng ghép trong một bài hát. Và qua bài hát đó, học sinh không chỉ thay đổi không khí mà học sinh còn được biết thêm một số những cái từ vựng liên quan đến chủ đề đó. Tiết học số 4 là luyện tập về kỹ năng nghe nói và ngữ âm. Một sau như cái phiên bản mà 2019 của sách tiếng Anh 2 English Discovery thì các thầy cô gặp khó khăn rất nhiều trong phần dạy bài ngữ âm ạ. Tuy nhiên thì theo như cái sách đã chỉnh lý và biên soạn mới 2021 thì các thầy cô hoàn toàn có thể yên tâm về phần hệ thống dạy phonics, về dạy ngữ âm của sách tiếng Anh 2 English Discovery đã được chỉnh lý lại sao cho hợp lý, và tất cả các phần mềm cũng như tài liệu đều đã được khớp với nhau ạ. Trong thời gian tới thì công ty giáo dục Cánh Buồm sẽ xin phép là được tổ chức đào tạo trực tập huấn cho các thầy cô về sử dụng những cái kỹ năng cũng như là các bài học mà các thầy cô thấy khó. Tiết học số 5 là tiết học câu chuyện. Thì tiết học này nằm ở sau bài học về từ vựng và ngữ pháp. Như vậy là học sinh sẽ được một lần nữa ôn tập lại từ vựng, ngữ pháp trọng tâm của bài và được lồng ghép trong một cái hoàn cảnh hay là được lồng ghép trong một hoàn cảnh hay là ngữ cảnh là một câu chuyện. Như vậy thì nó sẽ trở nên đơn giản và gần gũi với học sinh hơn. Và cách làm sao để dạy cho các tiết câu chuyện này trở nên thú vị hơn và học sinh sẽ hứng thú hơn, ngoài cái việc là ôn tập lại từ vựng mà học sinh còn được luyện cả kỹ năng đọc và kỹ năng nhận diện từ nữa, thì bên em công ty Cánh Buồm xin phép là được hướng dẫn các thầy cô cụ thể hơn trong các buổi tập huấn ạ. Tiết học số 6 là hoạt động tích hợp liên môn. Thì tất cả những bài học của tiết học số 6 đa phần sẽ là đang để ở mục là tự chọn, tức là với những lớp học hay là trường học mà các thầy cô không cần phải chia hai tiết học cho tiết học từ vựng thì các thầy cô có thời gian để dành cho tiết học số 6 này. Đây là một bài học rất hay và thú vị vì nó không chỉ cung cấp cho học sinh thêm kiến thức về tiếng Anh mà các bạn còn được biết thêm kiến thức về các môn học khác nữa. Ví dụ như là, và các bạn bé thì rất là quan tâm đến và có hứng thú với cả môn khoa học chẳng hạn ạ. Tiết học số 7 là tiết học tự đánh giá. Thì theo như phương châm của bộ sách đó là phương pháp dạy học vì sự tiến bộ của học sinh. Thì tiết học số 7 này học sinh sẽ tự đánh giá dựa trên những bài học trước thì học sinh tự đánh giá thông qua các hoạt động được thiết kế trong sách. Qua đó thì giúp học sinh hình thành cái thói quen tự học. Tiết học số 8 là tiết học ôn tập. Thì sau khi mà các thầy cô giảng dạy tiết học số 7, các thầy cô đã cho học sinh tự đánh giá xem các bạn còn đã nắm chắc những điểm gì và chưa nắm chắc các điểm gì. Thì từ đó các thầy cô sẽ dễ dàng để thiết kế các hoạt động cho tiết học số 8 để ôn tập củng cố lại một lần nữa trước khi học sinh kết thúc giáo trình kết thúc cái chủ đề này và chuẩn bị sang chủ đề tiếp theo. Thì đó là 8 tiết học trong một chủ đề của sách tiếng Anh 2 English Discovery. Vậy về nguồn tài nguyên ạ. Trước hết là dành cho học sinh thì cũng giống như sách tiếng Anh 6 English Discovery, thì sách tiếng Anh 2 English Discovery cũng cung cấp cho học sinh các tài liệu như sách bài học, sách bài tập. Phần audio CD thì được học sinh sẽ được download trực tiếp tại trên trang web canhbuom.edu.vn. Ngoài ra đối với học sinh tiểu học vì là vì lứa tuổi nhỏ cho nên các bạn sẽ được ưu tiên kênh hình nhiều hơn, cho nên có thêm một tài liệu nữa cho các bạn đó là kênh YouTube miễn phí. Thì các bạn chỉ cần gõ chữ English Discovery là các bạn cũng như là phụ huynh cũng có thể hoặc các cô giáo cũng có thể tìm kiếm được các tài liệu này ạ. Vậy thì dành cho giáo viên ạ, là đối tượng mà chúng ta quan tâm ngày hôm nay, thì bộ sách sẽ cung cấp những tài liệu gì cho giáo viên ạ? Có thầy cô nào đã từng sử dụng các nguồn tài nguyên của sách tiếng Anh 2 English Discovery không ạ? Em đã thấy 11 cánh tay giơ lên ạ. Xin phép mời cô Mùi đúng không ạ? Cô Mùi và một thầy giáo ạ. Xin mời thầy cô cho ý kiến ạ. Cô Mùi có nghe rõ không ạ? Cô Mùi chắc đi chơi rồi. Vâng, em cảm ơn thầy. Vậy em xin phép mời một cô giáo hoặc thầy giáo khác ạ. Em xin phép mời... Mấy danh sách hơi dài cho nên em tìm các thầy cô.
À, em xin phép mời trường tiểu học Nguyễn Huệ đúng không ạ? À, chị ơi, câu hỏi là bộ sách cung cấp tài liệu gì cho giáo viên phải không ạ? Dạ vâng, đúng rồi cô ạ. Vâng ạ, thì bọn em được nhận giáo án này, phân phối chương trình này, activities, tức là những em thấy là những cái tài liệu đấy rất là hỗ trợ cho giáo viên rất là tốt trong quá trình dạy ạ. Dạ vâng, em cảm ơn cô ạ. Vâng. Dạ vâng, em xin phép hỏi ý kiến của một thầy hoặc cô giáo nữa. Vì theo như tài liệu bên em đã gửi cho các thầy cô thì cũng đã có một những cái thông tin cơ bản về bộ sách. Thì mong các thầy cô chia sẻ ý kiến ạ. Em xin mời trường tiểu học Tiên Hội ạ. Vâng, em xin phép một ý kiến như này ạ. Dạ vâng ạ. Trường tiểu học Tiên Hội thì cũng dạy cái quyển sách English Discovery này được 2 năm rồi ạ. Dạ vâng ạ. Thì vâng, năm ngoái thì em không dạy lớp 2 nhưng năm nay em được dạy lớp 2 thì em thấy sách nói chung là thiết kế nội dung hình ảnh rất là sinh động, học sinh rất là thích. Tuy nhiên là có một cái nhược điểm về cái tài liệu dành cho giáo viên ấy. Dạ. Cái phần mềm Activities em dạy ở trên mạng ấy. Dạ, năm nay ạ. Là sách của mình đã tái bản cái bản cứng rồi đúng không ạ? Dạ vâng, đúng rồi cô ạ. Vâng. Nhưng mà cái phần mềm đấy thì vẫn là theo cái bộ sách cũ của năm ngoái, năm 2020 ấy. Dạ, cho vâng. Nên là rất là nhiều trang sách nó không phù hợp, tức là nó ở trên bản mềm nó lại không giống với cái bản cứng của sách học sinh hiện tại đang học. Dạ, đấy vâng. Nên là rất là gây khó khăn cho giáo viên trong quá trình giảng dạy, là sách của cô với sách của trò nó không khớp nhau. Dạ vâng. Trong quá trình khi mình sử dụng tài liệu đấy ấy, thì có nhiều trang sách khi mình sâu cái màn hình mình tìm kiếm thì nó có, nhưng mà khi mình tích và mình mở ra thì nó lại trắng tinh, nó không có hiện lên cái hình ảnh để cho mình dạy ấy. Dạ vâng. Nên nó vẫn còn cái phần đấy chị ạ. À, dạ vâng, em xin cảm ơn ý kiến của cô. Về cái vấn đề kỹ thuật là cái phần mềm dạy học Active Teach nó chưa khớp với cả trang sách, thì em xin trả lời cô như sau ạ. Đó là bộ sách này đã được tái bản lần này là lần chính thức ạ. Cho nên là những cái tài liệu trước thì ví dụ như là theo cái thời gian mà cô download cái phần mềm này về thì nó có thể là có những cái chỉnh lý đằng sau, cho nên nó vẫn có là một cái số những cái lỗi kỹ thuật như vậy. Thì bên kỹ thuật cũng đã nhận được ý kiến của một số các thầy cô ở các trường tiểu học khác, và bên em cũng đã kịp thời để xử lý rồi ạ. Vâng, và trong thời bộ sách mà tiếng Anh 2 English Discovery được áp dụng theo từ năm học mà 2021 trở đi ạ, thì là bản chỉnh lý rồi ạ. Cho nên là tất cả những cái vấn đề này là đã được bộ phận xử lý khắc phục và sẽ không gặp phải nữa cô ạ. À vâng. Dạ, như vâng. Hiện tại là bên em sử dụng là vẫn bị như thế đấy chị ạ. Vẫn chưa thấy khắc phục cái này đâu. À dạ vâng ạ. À, bên này em thông tin này thì em sẽ chuyển cho bộ phận kỹ thuật xử lý ạ, và sẽ liên hệ với vâng. cô sớm ạ. Dạ vâng. Vâng. Em xin cảm ơn cô ạ. Vâng, em hết ý kiến. Dạ vâng, em cảm ơn cô. À, tiếp theo thì em xin đi vào nội dung chính của các tài liệu từ người giáo viên. Thì với mỗi bộ sách tiếng Anh thì giáo viên sẽ được cung cấp về thẻ kể chuyện, thẻ từ vựng, đĩa CD và poster. Thì đây toàn là những cái đây là những cái tài liệu mà không thể thiếu đi kèm cùng với cả các bộ sách giáo khoa tiếng Anh. À, thẻ kể chuyện thì như các thầy cô thấy là bao gồm có hai mặt, một mặt là sẽ học sinh sẽ nhìn thấy tranh và mặt còn lại về phía giáo viên thì giáo viên sẽ nhìn thấy chữ. Như vậy thì thay vì việc sử dụng trang sách để kể chuyện thì các thầy cô có thể sử dụng thẻ kể chuyện, và như vậy thì cái hình thức học ở trên lớp cũng tương tác giữa cô với trò tăng lên, như vậy thì học sinh cũng sẽ hứng thú hơn. Tài liệu thứ hai là về thẻ từ vựng thì cũng tương tự như là thẻ kể chuyện, cũng có hai mặt, một mặt là tranh và một mặt là chữ. Với học sinh lớp 1 và lớp 2 thì chú trọng tập trung vào kỹ năng nghe và nói, kỹ năng viết chưa được chú trọng. Tuy nhiên thì nhận thấy là nhu cầu của phụ huynh cũng như học sinh quan tâm đến phần là học sinh có thể viết được hay đọc được, cho nên là bộ sách tiếng Anh 2 English Discovery đã rất tập trung. Trong sách giáo viên cũng đã có những cái hướng dẫn rất là chi tiết để phát triển kỹ năng viết đọc cho học sinh, hay là bằng các cái tài liệu cung cấp như thế này cũng đã chú trọng hơn về kỹ năng viết và đọc, giúp học sinh phần nào là bước đầu học sinh có thể nhận diện được các từ ạ. Tài liệu thứ ba là đĩa CD. Giáo viên và học sinh cũng như phụ huynh hoàn toàn có thể download trên trang web cánh buồm gạch ngang edu.vn ạ.
Và cái tài liệu tiếp theo đó là về các tấm poster. Thì các tấm poster đi kèm theo sách sẽ hỗ trợ cho các thầy cô trong việc, thường thì các tấm poster này sẽ liên quan đến các chủ đề các bạn quen thuộc như là bảng chữ cái hay là màu sắc hay là các con vật. Thì các thầy cô có thể sử dụng các tấm poster này để trang trí trong lớp học hoặc là trong phòng học của câu lạc bộ tiếng Anh của trường chẳng hạn. Thì các bạn sẽ, mỗi một khi các bạn học hoặc là nhắc đến từ nào thì các bạn sẽ được nhìn thấy hoặc các bạn sẽ nhìn thấy hàng ngày. Như vậy là sẽ tăng cái khả năng nhớ của các bạn hơn. Tài liệu tiếp theo mà em giới thiệu tới các thầy cô đó là về phân phối chương trình và giáo án mẫu cũng như là sách giáo viên. Thì tất cả các tài liệu này trong năm học 2021 sẽ đều được công ty giáo dục cánh buồm xem xét và chỉnh lý lại làm sao để phù hợp và cũng như là hỗ trợ các thầy cô một cách rõ ràng nhất. Về phân phối chương trình năm nay thì có đôi chút một chút khác so với cách triển khai của năm ngoái. Như các thầy cô thấy, tiến trình của một bài học sẽ gồm có 70 tiết học trong một năm. Thì các thầy cô sẽ, ví dụ như tiết học đầu tiên, các bạn sẽ học về classroom language và học về các cái mệnh lệnh thức trong lớp học. Sẽ có hai tiết học với bài học welcome là các bạn sẽ gần như là ôn tập lại những cái chủ đề chính của sách mà... Mặc dù là kể cả các bạn không học sách English Discovery 1 thì các bạn hoàn toàn có thể bắt đầu học tiếp với sách tiếng Anh 2 English Discovery, sách tiếng Anh 2 English Discovery, bởi vì trong bài welcome các bạn sẽ được nhắc đến các chủ đề như số này hay là màu sắc thì các bạn đều được nhắc lại và cũng được học tại. Tiếp theo thì trong một năm học thì theo như phân phối chương trình thì cũng chọn ra hai bài học về lễ hội cho các bạn, đó là lễ hội về Giáng sinh và một ngày lễ hội nữa mà các bạn rất quan tâm, ví dụ là theo như em nhớ thì có thể nói là về Mid Autumn Festival. Tiếp theo thì ví dụ như là trong 8 chủ đề thì sẽ có chủ đề 1, chủ đề 5 và chủ đề 8 và chủ đề 7 là cái lượng từ vựng nó khá là nặng cho nên là đều đã được tách ra thành hai buổi học. Như vậy thì cũng giảm tải phần dạy cho học sinh cũng như là phần học cho giáo viên ạ. Phần dạy cho giáo viên và phần học của học sinh ạ. Tiếp theo thì đây là một cái tài liệu giống như là sách tiếng Anh 6 English Discovery. Thì đây là một phần tài liệu mà hỗ trợ rất là đắc lực cho các thầy cô. Đó là phần mềm dạy học Active Teach và đã có rất nhiều các thầy cô trải nghiệm. Đây là phiên bản mới nhất 2021 ạ, sẽ áp dụng cho từ năm học này. Thì bộ sách này trình chiếu được sử dụng như là một sách giáo án điện tử cũng như là một nền tảng soạn bài hữu hiệu cho các thầy cô. Ngoài ra thì sách cũng trong phần mềm thì cũng tương có thêm các cái phần nội dung thêm, ví dụ như là các video thêm bổ trợ cho các cái nội dung chương trình chủ đề trong sách ạ. Về hệ thống kiểm tra và đánh giá của sách tiếng Anh 2 English Discovery thì đều được tích hợp đầy đủ trong sách giáo viên ở phần cuối ạ. Và tất cả các bài kiểm tra này thì đều nằm mục đích thực ra là tập trung chính chủ yếu vào kỹ năng nghe và nói, nhưng bên cạnh đó thì cũng có một số phần nhỏ là yêu cầu học sinh phải đọc và nhận diện chữ ạ. Giáo viên có thể sử dụng các tài liệu này sau mỗi chủ đề hoặc là sau cuối năm học ạ. Thì về phần các cái hệ thống bài kiểm tra thì bên công ty giáo dục cánh buồm sẽ phát triển hơn nữa trong năm học 2021 để đáp ứng được các nhu cầu và các đợt kiểm tra thi học kỳ của các hệ thống các trường ạ. Em xin phép là em đã trình bày với các quý thầy cô về sách tiếng Anh 2 English Discovery và sách tiếng Anh 6 English Discovery sẽ chính thức được ban hành và sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021. Và trong thời gian tới thì khi mà tình hình dịch bệnh được kiểm soát thì công ty chắc chắn là sẽ triển khai trực tiếp tập huấn tới các thầy cô và với mục đích là làm sao để các thầy cô có thể giảng dạy hiệu quả nhất và học sinh sẽ đạt được hiệu quả cao nhất sau mỗi năm học ạ. Tất cả các thông tin cũng như là các thông tin khác về bộ sách cũng như là các băn khoăn của các thầy cô mong muốn được hỗ trợ giải đáp thì mời các thầy cô liên hệ với đại diện của công ty giáo dục cánh buồm là anh Phan Anh Nam, trưởng phòng kinh doanh ạ, theo số điện thoại và địa chỉ email ở bên dưới ạ. Dạ vâng, không biết là các thầy cô có câu hỏi gì muốn trao đổi nữa không ạ? Cô ơi, cho xin số điện thoại riêng của cô ạ. Dạ vâng, thế thì phiền thầy là liên hệ với cả anh Phan Anh Nam ạ. Thì anh Phan Anh Nam sẽ gửi thì em sẽ hỗ trợ về chuyên môn cho thầy ạ. Vâng, cảm ơn cô ạ. Dạ vâng, em chào thầy. Dạ vâng ạ.
Vậy thì em xin phép được kết thúc buổi giới thiệu sách tiếng Anh 2 và tiếng Anh 6 tại đây ạ. Một lần nữa em xin cảm ơn tới ban lãnh đạo Sở Phòng Giáo dục Đào tạo Thái Nguyên cũng như là quý thầy cô hôm nay đã dành thời gian tham gia với công ty giáo dục Cánh Buồm và kính chúc các thầy cô thật nhiều sức khỏe và một năm học thành công rực rỡ ạ. Xin trân trọng cảm ơn các thầy cô ạ. Vâng, cảm ơn cô giáo rất nhiều nha. Dạ vâng, cảm ơn thầy ạ. Và hy vọng là sẽ được gặp các thầy cô trực trong cái buổi tập huấn trực tiếp tại Thái Nguyên trong thời gian sắp tới ạ. Cảm ơn cô giáo nha, tạm biệt cô và các bạn. Dạ vâng ạ. Cảm mình hỏi là nếu mình mua dạ. sách mình liên hệ thì vào cái số điện thoại đi ở đây là được thì ạ. Dạ vâng, đúng thôi ạ. Tôi liên hệ với cả anh Phan Anh Nam thì anh Phan Anh Nam sẽ hỗ trợ. Để hỗ trợ qua địa chỉ đó. Song Công tạm biệt nha. Song Công tạm biệt. Rồi là số điện thoại mua sách đấy. Đọc em đấy. Chụp từ đây. Hy vọng là cộng đồng giáo viên Thái Nguyên sẽ được gặp mặt trực tiếp cô giáo nhỉ. Rất mong điều đó. Khi nào thì Thái Nguyên được gặp mặt em ơi. Không biết cô Sinh Nhung nhỉ? Cô tả lại và cô tắt mic và cô nói thì làm sao mà nghe được? À em xin lỗi, em chưa tắt mic ạ. Cảm ơn thầy ạ. Thì trong thời gian mà sớm nhất khi mà nhà nước cho phép mà di chuyển thì công ty giáo dục Cánh Buồm sẽ hy vọng là sẽ có cơ hội là triển khai tập huấn trực tiếp với các thầy cô tại Thái Nguyên ạ. Vâng, cộng đồng giáo viên Thái Nguyên chúng tôi vẫn đang mở cánh cửa để chờ đón cô. Vâng ạ, rất cảm ơn thầy ạ. Cộng đồng. Vâng, vâng, tôi đoán nghĩ là phần đa đấy, còn một số thầy cô có thể không, nhưng mà tôi nghĩ phần đa. Dạ vâng, em cảm ơn thầy ạ. Rất hy vọng là gặp thầy trong buổi tập huấn sắp tới ạ. Dạ vâng, em xin phép kết thúc buổi học Zoom ở đây ạ. Kính chúc thầy cô một lần nữa thật nhiều sức khỏe và một năm học thành công ạ. Chào cô giáo ạ. Cảm ơn cô giáo. Chào cô nhé. Bây giờ mẹ họp đây.